Trưa nay, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, nhưng các chuyên gia nhận định khả năng cao áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu trước khi vào đất liền. Đáng lo là nhiễu động sau áp thấp nhiệt đới có khả năng gây ra đợt mưa lớn cho khu vực Trung Bộ. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/h. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh thêm. Trước những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này, chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, cấp ủy chính quyền và ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực Trung Bộ cần theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường xuyên các thông tin dự báo, cảnh báo để có phương án phòng chống kịp thời. Nếu tiếp tục thêm trận mưa lớn dai dẳng, người dân bờ biển xóm Châu Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đứng cũng chẳng yên khi triều cường dâng cao xâm thực bờ biển. Sạt lở đánh sập 4 con đường, 100 hộ dân nơi đây không dám ngủ vì sợ nuốt mất nhà. Tới nó vô khoảng cả 9 giờ đêm đó, cho nên là tôi là riêng gia đình nhà tôi là thức nguyên đêm, không giống sợ ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Nếu mà nó có điều gì thì mình phải dây dài, chứ mình không thể giấu mãi nhà. Cả gia đình anh Cường gồm 4 người, cả đêm không sao chợp mắt. Xóm Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu có nhiều điểm sạt lở rất nặng nề. Đường bê tông dân sinh phục vụ người dân đi biển cũng bị sóng đánh sập, bể. Một số nơi sóng lớn ngoạm sâu vào bờ, muốn nuốt chửng luôn cả hàng quán, khiến lòng ai cũng bất an. Tôi ra biển đây thì thấy là triều cường lớn vô nó sạt lở rất là nhiều. Có cái đường bê tông người dân họ lòm ra, họ đi ra bờ ấy, thì nó sạt lở vô nó gã khoảng coi như là 15 đến 20 mét đường bê tông. Sáng nay chính quyền huyện đến kiểm tra, qua đây cũng kiến nghị cấp trên quan tâm bố trí kinh phí đầu tư để bảo vệ người dân trong vùng sạt lở. Bởi có những điểm xâm thực khoảng 100 mét và triều cường vào trực tiếp trong nhà dân rất sâu, rất nguy hiểm. Cần phải đầu tư kiên cố hóa bờ kè ven biển để người dân yên tâm sinh sống. Nghĩa trang Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trưa nay vẫn ngổn ngang đất đá, khói hương nghi ngút. Và còn đó những nỗi đau xé lòng khi nhiều người dân không tìm thấy phần mộ của người thân sau trận mưa lũ lịch sử vừa rồi. Hàng trăm chiến sĩ bộ đội đội nắng dời đất đá tìm kiếm những phần mộ bị chôn vùi. Thẫn thờ đứng trên cao nhìn xuống hố sâu chừng 2 mét, lộ lên hai nóc nắm mộ. Bà Nguyễn Thị Cúc, 84 tuổi, ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đau thắt lòng, cho biết sạt lở chôn vùi mộ phần hai con trai của bà. Ở đây hả? Nó chôn đó, mộ nó thì 4 năm rồi. Chưa tới 4 năm phải không? Tụi mình đi mới ngày chưa giống nam. Là cái gì của bà? Con trai hơi đứa á. Chụp như sao chơi à, muốn gì cả. Mà bà thấy đây là đau lắm. Con ngủ không được. Hơn 600 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 315 nỗ lực thu dọn, vận chuyển đất đá, cây cối gãy đổ tại hiện trường, từng bước khắc phục hiện trường sạt lở. Xe cơ giới cũng được huy động để dọn đất đá đổ lấp đường nhựa tại các khu vực, thông tuyến để vận chuyển đất đá đi nơi khác. Những đôi chân rắn chắc cùng đôi tay nhẹ nhàng lần dò bới đất tìm lại những phần mộ bị nước lũ cuốn trôi. Trước tấm lòng vì nhân dân của những chiến sĩ quân đội, người dân có người thân đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hòa Sơn được an ủi phần nào.